Chào các bác nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác video là bên em lắp đặt chiếc camera hành trình Quest Vision N93 Plus trên chiếc xe Honda CR-V, cái bản mới nhất của dòng CR-V của Honda. Ok, cho chú Lương ở Cầu Giấy, Hà Nội. Ok, thì bây giờ em sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho chú Lương cho các bác cùng xem nhé. Ok, đây là cái giao diện chính này. Giao diện chính thì ở đây nó sẽ có ngày giờ này, la bàn này, để camera dẫn chỉ đường, Bluetooth, FM và cái cài đặt thêm nếu mà mình khi mà chú copy cái nhạc ấy vào trong thẻ nhớ thì mình sẽ mở trực tiếp nhạc ở đây, và mình có thể cài đặt thêm nhiều ứng dụng khác ở trên cái cửa hàng CH Play này. Đấy, ở đây thì có rất nhiều. Đấy, và ở đây nếu mà cắm cái sim 4G thì sẽ mình vào đọc mạng, nghe nhạc, xem phim, đọc báo ở đây hết. Đây là tăng giảm ứng dụng đó, âm lượng này. Đây là tăng giảm độ sáng. Đây, bây giờ cháu sẽ hướng dẫn chú cái cách cài ADAS. Cái ADAS là một cái hệ thống thông minh hỗ trợ lái xe. Đấy, thì thường là những cái chức năng này nó sẽ tích hợp trên một số những dòng xe tầm trung, tầm cao cấp lên này. Nó sẽ có tích hợp. Đây, nó sẽ có cái tác dụng là một là cảnh báo va chạm này. Cái cảnh báo va chạm tức là khi mình di chuyển trên đường trên khoảng 30-35 km/h và nó thấy cái tình huống là có thể là va chạm thì nó sẽ nhắc mình là chú ý xe phía trước, tức là những cái xe đằng trước ấy. Cái đấy là để tránh mình hút vào đít xe đằng trước. Thứ hai, cảnh báo lấn làn thì mình phải chạy khoảng trên 45 km/h thì nó sẽ nhắc nhở mình là mình đang đi sai lệch làn đường, có thể là sẽ gây cái nguy hiểm. Tức bản chất những cái này nó sẽ là tác dụng là nhắc nhở mình, hỗ trợ mình thôi. Đấy, nhắc xe di chuyển tức là khi mà chú dừng đèn đỏ ấy, là nó sẽ xe trước đi rồi mà xe mình chưa đi, thì nó bảo là báo mình là di chuyển. Đấy, thì cách cài đặt như sau ạ. Đây, khi sau khi vào video ở đây là do mình chưa cắm cái camera sau nên là nó chưa hiện thị ở đây, còn thường là sẽ có hiển thị một là cái tab là hiển thị hai cam cùng lúc, cái thứ ba là cái hiển thị camera sau. Đấy, khi vào đây thì nó đây bình thường, chú vào đây này, đây như này là nó đang quay chú nhá, đang quay rồi. Bây giờ vào đây, trong đó mình căn chỉnh ADAS. Đấy, trong căn chỉnh ADAS đây. Đấy, thì ở đây nó sẽ có hai cái vạch, một vạch là vạch đứng thì chú phải chỉnh làm sao cho nó đúng cái tầm giữa mũi xe này. Đây. Đây, căn giữa này, giữa cái cảm biến, đúng không? Chỗ này cảm biến là gì? Đấy. Và chỗ này thì là chú là chỉnh làm sao cho ví dụ là cuối con đường. Có thể chỗ này là do mình đang đỗ trong bãi nên là cái căn chỉnh cái giữa đấy, cái cuối con đường nó hơi khó, nhưng mà mình cứ ưa bướm này. Còn nếu mà tí nữa chú mà di chuyển trên đường ấy, thì chú vào đây chú chỉnh lại giúp cháu đây. Rồi, mình có thể mình nhìn đằng xa là mình thấy cái cuối con đường nào đấy. Đấy. Ok. Đấy, ok như này thì khi di chuyển trên đường thì như cháu nói là đạt vận tốc như nào thì nó sẽ, ví dụ đạt vận tốc trên 30 nó sẽ báo là khoảng cách xe phía trước. Còn đạt vận tốc mà tầm trên 45 thì nó sẽ báo là sai lệch làn đường. Đấy, và cái nhắc xe di chuyển là mình dừng đèn đỏ này. Đấy. Còn như bình thường chú đang quay như này mà bây giờ chú muốn xem lại cái video chẳng hạn. Xem lại thì chú phải vào video và chú dừng quay đi ạ. Đấy, dừng quay đi thì mình mới xem lại được. Thì dừng quay và chú vào đây. Đấy, vào nút cái biểu tượng kiểu photo, giống photo đấy. Đây, vào đây. Đấy, vào đây thì nó sẽ có hiển thị cam trước, cam sau, chú muốn xem cái nào cũng được. Đây là nó chỉ có camera trước thôi, bạn này. Đây rồi, chú xem lại. Đây, mình có thể mình xem lại trực tiếp luôn được. Vâng, đấy. Quay lại. Vâng, đấy, xem lại. Sau đây chú tiếp tục ấn cho nó quay tiếp. Bình thường mặc định là khi khởi động lên là nó đã mặc định quay. Vâng, mặc định quay cho mình rồi. Đấy. Còn đây là cái ứng dụng dẫn chỉ đường. Thì đây cái ứng dụng dẫn chỉ đường Navitel thì bên Quest Vision đã mua bản quyền. Cái ứng dụng này thì là
được phát triển với được khoảng 64 quốc gia trên toàn thế giới dùng. Và cái bản này là bản phải mua. Đấy, và nên các dân mua. Đấy, thì nên dữ liệu của nó cũng tương đối là chính xác. Và ở đây thì khi chú đi ban ngày thì nó sẽ hiển thị cái chế độ này. Nhưng khi chú đi ban đêm thì nó sẽ tự chuyển về cái chế độ ban đêm. Sẽ chuyển về là tối màu để cho mình đỡ chói mắt. Thì cái cách tất cả các cài đặt ấy thì bên cháu gần như là đã cài đặt sẵn hết rồi. Thì bây giờ chú việc dùng thôi. Và chú nếu muốn dẫn chỉ đường thì sẽ vào đây. Đầu tiên là vào đây. Đấy, xong vào đây. Đấy, các thứ khác chú cứ để mặc định nhá. Và tìm kiếm. Thì đây ví dụ nó có hai cách tìm kiếm. Một là theo địa chỉ, hai là theo địa điểm. Theo địa chỉ tức là chú đã biết, ví dụ là cháu đã biết là số 68 ở đây, đường Vũ Phạm Hàm, thì cháu gõ là 68 Vũ Phạm Hàm, Hà Nội, thì nó sẽ đến địa điểm địa chỉ đấy. Còn lại địa điểm ví dụ là cháu không biết cái chỗ Lăng Bác ở đâu thì cháu gõ như thế. Đấy thì bà chú cũng sẽ làm như thế. Ví dụ như bây giờ bình thường chú về quê ạ. Thì chú ở Nghệ An nha. Nghệ An nhá. Cháu tìm Nghệ An xem. An ok. Chú biết đường gì không ạ? Đây ví dụ đường An Dương Vương này ạ. Đường An Dương Vương. Đấy thì sẽ có ra kết quả. Đấy. Nhưng mà tại sao nó lại cứ mờ các cái chữ đi là nào? Ví dụ nhá. Đây. Thì cháu có những cái chữ này nó lại bị mờ đi. Có thể cái do cách hiển thị và nó sẽ gần như là ở trong này là dữ liệu là nó đã nắm hết rồi. Nên có thể là những cái ký tự đấy nó sẽ không có ở trong cái chỗ đường đấy chẳng hạn. Ví dụ chú tìm nhá. Vâng. Chú tìm là Việt Nam này, Nghệ An này. Nghệ An rồi. Chú tìm Yên Thành chẳng hạn. Yên Thành rồi. Yên Thành. Đúng không? Vâng. Chú cách nhá. Đây. Yên Thành là đường hay là gì ạ? Anh là huyện. À huyện Yên Thành thì chú lại phải vào ấy. Vào gì? Đây. Vào cái phần địa điểm. À địa điểm. Vào đấy, vào địa điểm đây. Đây là huyện Yên Thành. Huyện Yên Thành này, Nghệ An đây này. Đấy bưu điện nhá, bưu điện là trung tâm phòng rồi, gửi. Rồi. Đấy. Ok. Xong chú ấn đi. Đấy, thì ở đây nó sẽ ra ba cái lộ trình cho chú. Tức nó sẽ sắp xếp cho chú ba lộ trình, một là ngắn nhất này. Đây hai là mình đi cái cung này này. Cung vừa ở đây là ở đây. Đây cung này là cung dài nhất này, cung này là cung vừa này. Đấy thì nếu mà mình thích chọn cung nào thì nó sẽ mình chọn đây, ví dụ cháu chọn cung ngắn nhất chẳng hạn. Đấy. Đây. Đấy, và đường từ đây đến huyện Yên Thành là 267 km. Đấy. À nó chỉ luôn. Đây nó chỉ luôn. Và đến khoảng cách đến chỗ nào cần phải rẽ trái rẽ phải và đến sắp đến đường nó đường đấy luôn. Mình đi được phép đi bao nhiêu km trên giờ nó sẽ báo hết cho mình. Rồi, nó báo hết cho mình rồi. Đấy. À, coi như là có xa hình 3D đang hả? Vâng đấy, thì đi là nó sẽ hoàn toàn dẫn chỉ đường cho mình hết. Cho mình minh họa này. Đây, 50 km/h trên giờ, tức là cái đường Vũ Phạm Hàm này chú được phép đi với tốc độ là 50 km/h. Đấy, xong tí đến đoạn nào thì nó sẽ báo cái điểm đây và nó toàn hoàn toàn thông báo tiếng Việt đây. Tức là cái này nó đọc bên biển báo hay là nó do cái trong cái bản đồ nó tích hợp rồi. Tức là tất cả cái dữ liệu là bên Navitel đã làm và tích hợp trong này rồi. Vâng. Ok. Đấy. Thì đi đến đâu thì nó có cái cục GPS ấy, nó sẽ bắt là nó lấy tín hiệu vệ tinh để nó sẽ messing với cái tọa độ ở đây và nó sẽ báo cảnh báo cho chú. Đấy. Đấy ví dụ đây đi chỗ này đang ở đi 200 m nữa rẽ trái này. Đấy, nó sẽ đi dần đi này, đấy đúng trên bản đồ đấy, đến đây là rẽ trái. Thì nó sẽ đúng đấy. Đấy vào vùng. Đấy. Nó hoàn toàn nó sẽ hướng dẫn mình vào cái thời gian dự kiến. Thực ra thời gian dự kiến thì nó cũng tương đối, nó tính mức độ là khoảng 60 km/h đấy. Rồi. Đấy. Đấy, đấy là cháu mô phỏng.
Đấy, tức là mình đi đến đâu thì nó sẽ hoàn toàn nó sẽ báo cho mình như thế. Hồi nãy là mình hoa. Vâng. Và đây, bây giờ chú sau khi lúc này ấn đi rồi nhá, là nó như này. Là coi như mình cứ thế mình di chuyển đi và cứ đến chỗ nào nó sẽ báo chỗ đấy. Nếu mà chú đi sai nó lại vẽ lại lộ trình khác cho chú. Ồ. Vâng. À, thế à? Vâng, cái nó này vẽ lại cái lộ trình. Vâng, và nó vẫn nhận ra điểm cuối là đây của chú là phải đến biêu điện huyện Yên Thành đấy. Vâng. Đấy, nó cứ đến nó tìm chú. Dù chú có đi ví dụ đấy, đi chạch phát là nó sẽ cũng sẽ tự động nó sẽ báo. Báo ngay. Vâng. Đấy, cái này cái hay nó ở chỗ đấy. Đấy. Đấy, dừng. Đấy, ví dụ lúc nãy đấy là cháu tìm theo cái địa điểm nhá. Rồi. Tìm theo địa chỉ ví dụ đấy, đường An Dương Vương ở thành phố Nghệ An chẳng hạn. Rồi. Đấy, ấn kết quả. Đấy thì nó cũng sẽ báo đi như thế. Đấy chẳng qua là do cách tìm đường của mình thôi. Đấy tức là cách ở trên Navitel này nó sẽ phân ra rõ như thế để mình tìm cho nó dễ. Đấy, để tìm đấy, tìm theo ví dụ những đến khu vực nào chú lạ chẳng hạn thì nó sẽ có những cái khu vực mà có những địa điểm ấy mình sẽ ăn uống các thứ để mình tìm vào đấy. Đây là nó sẽ sắp xếp cho mình là những cái quán mà gần đây. Đấy. Khi mà chú vào Nghệ An nó tự định vị cho chú là thì nó sẽ tìm những cái quán quanh Nghệ An. Như quán ở quanh đấy. Vâng, mình quán quanh đấy. Tìm đến mới ăn được. Đúng rồi. Đấy. Rồi, okay. Ngoài ngân hàng, khách sạn này, dịch vụ các thứ đấy. Tổ chức công nó cũng đầy tương đối đầy đủ. Đấy, thì nếu thường là bên cái dữ liệu này thường là khoảng 3 tháng cập nhật một lần. Thì lúc nào có bản cập nhật thì bên cháu có thông báo ở trên fanpage hoặc website. Thì thông báo cho chú thì thông báo thì mình phải vào chỗ cập nhật đấy ạ. Vào đây, ví dụ chú gần vào đây này. Đây này. Đây, Navitel của tôi này, để cập nhật. Thì khi có bản cập nhật và chú ấn cập nhật thì nó sẽ tự nó khác cập nhật, cài lại, cài update thêm dữ liệu cho chú. Ok. Vâng. Cái này là bên công ty đang mua của Navitel rồi đúng không? Vâng, cái này là hoàn toàn là sở hữu trọn đời trên cái thiết bị này. Chứ không chú không phải mua thêm key hàng năm. Vâng. Chú chỗ này đi nhá, chú muốn nhìn này. Đấy. Cái dẫn chỉ đường hay tất cả mọi thứ chú vẫn mở. Không, chú muốn xem thì xem hình camera. Chạm vào đâu thì vẫn xem được camera. Đây, cái nút đỏ này. Ở đây là do là mình chưa cắm cái camera sau. Đấy, nhưng mà nếu mà có camera sau chú ấn vào đây phát là nó tự động chuyển về phía sau thì mình quan sát được phía sau là đấy. Nó tương đối là tiện đây. Mình có thể mình di chuyển đây đi được. Đấy. Tức là ấn vào đây thì nó sẽ hiện cái camera đúng không? Vâng. Ấn cái thì là ra cam sau. Không, nó có một cái nút nhân này, nút nhân. Do cái ấy mình sáng quá nên là không nhìn thấy đây đấy. Đấy. À rồi. Đấy, nó có nút nhân và nút nhân đấy, nút xóa đấy. Đấy. Chú có thể chú kéo đi đấy được. Đấy. Đấy là dẫn chỉ đường này. Tiếp theo là cái Bluetooth thì chú có thể kết nối luôn với Bluetooth. Vâng. Của chú đúng không? Vâng. Một lần chú đang dùng ở trên xe này hay là có hay là chỉ dùng trên điện thoại thường nữa? Mua bản phủ ô tô và tấm che nắng không đấy. Thằng con rể đang nhận. Vâng. Mua bạt. Con thấy trên Lazada bạt phủ có gần 500.000. Theo cháu thì Lazada là cũng nơi bán nhiều hàng nhái vết nên là chú cân nhắc. Hàng nhái hả? Vâng, hàng nhái. Chứ mà làm gì nhá? Là trên Lazada là hàng nhái rất nhiều, có nhiều bên cũng nhái bên cháu luôn, bán ở trên Lazada. Đấy, nên là khách hàng phải cân nhắc. Ví dụ nhắn là cái này cũng đã có nhái chưa? Cái này cũng có, nhưng mà bên cháu là có như đây, có cái tem check chính hãng được. Đấy gì? Vâng đấy. Và bên chú mua đây là yên tâm rồi. Yên tâm chưa? Vâng. Mua hàng nhái thì thôi. Hàng nhái đền gấp 10 lần. Đền gấp 10 lần. Vâng. Cái này tí phải dính lại tí. À
nó chưa đây này. Vâng. Chỗ này nó còn hở này các bạn. Vâng, tí phải dính lại tí. Ừ. Đây. Bluetooth đây. Đây chú có thể kết nối luôn với Bluetooth nha. Vâng. Bluetooth đây. Vâng đây. Nó có cái đây N93 Plus này. Đây chú này. N93 Plus. Vâng này. Kết nối luôn đúng không? Vâng, đã kết nối rồi. Đây, nó đây sẽ loát danh bạ. Đây từ từ cháu mở cái danh bạ này. Cập nhật danh bạ với dòng kết nối thử lại nhé. Ngắt kết nối. Đưa cái dòng kết nối lại xem. Ghép đôi cái thiết bị này với cả cái thiết bị trên Honda CRV của chú. Thế ngắt kết nối cái này đi. Vâng. Để cho mỗi cái kết nối này thôi. Đây cháu ngắt đi nhá. Đúng rồi, ngắt đi. Cái này nó kết nối mạnh hơn đúng không? Vâng. Ngắt cái xong rồi cho cái. Chỉ kết nối một thiết bị thôi. Một thiết bị cái này một. Bây giờ cho cái này đi. Ôi, thiết bị này đi nhá, quên cái ở trên cái. Ừ, đây bỏ cái này đi. Vâng. Kết nối mỗi cái này thôi. Vì cái này gọi điện thoại qua cái này được đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thank you.
rồi đúng không? Vâng, đang kết nối rồi, từ từ để cháu xem nó đồng bộ cái danh bạ này cơ. Sau khi xong là toàn bộ những cái danh bạ của chú là nó sẽ ở trên này hết. Và chú ngồi xe chú có thể chú điền chỉ gõ đây chú tìm. Gõ vào đấy. Và gõ đấy xong tìm người vào đấy. Và này, chú ấn phát là coi như nó sẽ hoàn toàn nó gọi trên này và âm thanh tí cháu cài đặt cho âm thanh đây. Giờ nếu muốn âm thanh trên này ra xe này. Cho chú chuyển sang radio cho cháu. Đây bây giờ muốn nghe FM như nào? Chuyển sang chế độ FM nhỉ. Phone nha. Audio. Audio này là audio như là nhạc nghe nhạc rồi, đúng không? Nhạc hình nhạc tiếng này, xong đúng là rồi. Bluetooth kết nối sang thì phải. Rồi.
102,7 nhé. 102,7 tức là cái ép như đây. Đây cái trên này nó có một cái công nghệ FM transmitter, tức là nó sẽ giúp truyền âm thanh xuống dưới khung dây xuống làn âm thanh xe. Đây lúc này là 102,7. Cái tần số ở trên này nó phải khác cái sóng FM của đài tiếng nói Việt Nam đi. Thì nó mới mình nghe nó sẽ không bị sôi. Rồi. Giờ cháu chuyển sang một tần số khác. 87,5 nhá. Ok, đây. 87,5 mà hai thằng này nó sẽ cùng tần số nhau đây. Ừ. Thì nó sẽ phát đây âm thanh đây. Điểm bán tốc độ 50 km/h. Đây, toàn bộ những cái tiếng là nó sẽ ra cái dàn âm thanh trên xe của chú. Ừ. Đấy, nếu mà có nhạc chú mà mở online ấy, chú sau chú một là vé vào YouTube thì chú vào trình duyệt này, chú gõ khi cắm sim 4G rồi ấy, thì chú vào YouTube xong là gõ vào xem bất kỳ bài nào chú thích, bài hát hay video nào chú thích. Ừ. Thứ hai là chú cài cái ứng dụng YouTube ở trên này thì cài đều ok. Đây la bàn này, điều chỉnh volume tiếng và to nhỏ sáng tối. Và đây cái con này nó có mấy cái chức năng rất hay, tức là vì nó sử dụng cái công nghệ 4G ấy, chính vì thế nó sẽ lên đây là một bộ phát wifi luôn. Đây ví dụ là khi mà chú cắm sim 4G rồi thì chỗ này nó sẽ là on và chú có thể chú làm bộ phát wifi đây. Bộ phát đây chú có thể đổi tên là gì này, là gì cũng được. Đấy, có thể đổi tên phát wifi cho mọi người trên xe để dùng 4G giờ dùng mạng thoải mái được. Đấy, còn các cài đặt khác thì bên cháu đã cài đặt mặc định để cho nó sử dụng một cách tốt nhất rồi. Và đây nó có một cái ứng dụng tức là giám sát với định vị xe từ xa, tức là từ thông qua điện thoại thì chú có thể để biết được cái xe của mình nó đang ở đâu. Thì đây cái này là do nó là chưa có sim, bởi cái này là nó định vị qua sóng điện thoại. Đây, cứ cắm vào đây thì nó mới trực tuyến ở đây. Ví dụ đây là cái ứng dụng cháu đã cài đặt sẵn trên điện thoại cháu. Ừ. Đây thì nó có giao diện này, đây ví dụ đây là một mạng xã hội. Ừ. Chuyên về chia sẻ các video clip quay lại từ camera hành trình. Đấy, ở đây là cái chức năng này chú có thể tải trực tiếp cái video về cái điện thoại chú luôn. Thế do cháu chưa kết nối với cái thiết bị nào nên là nó chưa có đây. Đấy, vì sau là đây là những cái cảnh mà chụp lại được. Ví dụ trước khi chú tắt chìa khóa và đóng cửa xe đi thì nó sẽ tự động nó chụp cho chú những cái hình ảnh trước và sau xe, nó gửi lên cái hệ thống này, nó lưu vào. Để biết được là xe chú đang như nào. Nó quản lý tương đối chặt sâu ở đây. Đấy, mình có thể mình xem các video. Đây cháu chưa kết nối, đây là chỉ có một số hình ảnh cháu chụp trước thôi. Đấy, về trên điện thoại. Còn đây thì chú có thể là xem được trực tuyến, là ví dụ đây này. Đây ví dụ đây là những cái mà trước khi xe nó khởi hành, đấy là biết là khu xe nó đang ở đâu. Cái này là cho cháu xóa mấy kia lên, nó ảnh nó sẽ không loát nữa. Thế nhưng sẽ có ảnh chở vào bản đồ theo. Tôi quản lý tương đối. Tôi chú có thể
thể chụp ảnh cái khu vực nào mà xe đang ở đấy này trực tiếp, chụp ảnh quay video. Hai là chú có thể xem trực tuyến. Đây là cháu chưa kết nối. Đấy, thì xem. Okay. Xem trực tuyến tức là mình ngồi nhà mình biết là xe đang di chạy với tốc độ như nào ấy. Khởi động lại cho nhận này. Khởi động lại. Cái này là chú con cái cam của con rể chú mua cho đúng không? Đúng rồi, cái này. Vâng. Chú không thích nữa. Tức là nó đang bảo là mua bạt, mua việc các thứ gì đấy. Vâng. Chăm sóc bố vợ tương đối kỹ. Nhà chú là có mấy anh chị em? Có 3 đứa. Vâng. Đây. Biển này là bị thế bị sân này. Vâng, khởi động lên. Chưa được. Đấy, ok. Ok. Ừ, làm sao mà nó nhiều đây nhỉ? Cái này chắc do cái kính này. Kính với tôi. Vâng. Cái nó hơi tối, có thể là không phải phải lắp ra camera, lắp ra ngoài, lắp ra ngoài là phải bắn vít vào trong chỗ này. Hơi tối Tuân ạ. Do cái lớp phim của chú nó hơi tối rồi, cái nhiệt nó hơi tối. Chú thử di chuyển ra. Có gì để đằng trước không đây?
Không 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 chú. Cháu ơi, có cái gì để đằng trước không? Không có gì đâu. Hồi nãy có cái hộp dụng cụ cơ mà. Hộp để bên này rồi. Cẩn thận không có đem bẹp bẹp. Vâng. Đấy nó cũng sẽ quan sát này. Đấy nó chỉ này. Nếu mà không chú thích thì sẽ bên cháu sẽ bảo cậu ấy thôi, cậu ấy sẽ gắn đằng sau. Tức là cái này nó sẽ nhìn thấy theo cháu như này thì nó vẫn nhìn rõ cái biển số xe các thứ đằng sau. Đằng sau gì? Vâng. Nhưng mà cái này lắp hay nghiêng đúng không? Nghiêng do cái này hay là nghiêng do cái camera? Nghiêng nhá. Đây ví dụ nó có G đây nha. G này là của cái gì? À G đấy của lớp phin. Nhưng có vẻ hơi nghiêng ấy. Đúng không? Vâng, cái này phải chắc chỉnh lại tí nữa. Rồi chú ạ, chú lùi lại. Cho lùi nhá. Vâng. Đây này, camera lùi ở đó đây nè. Vâng. Lắp rất là nét nhé. Vâng. Đúng không? Vâng. Này góc quay ở dưới nó tương cũng quan sát tương đối rộng. Cháu ơi, con này có phải cái này nó hơi lệch không? Đây này. Hình như cam này nó hơi lệch đúng không? Lên nhìn đây xem. Không đúng, hơi đấy. Ok, đây. Em vừa mới hướng dẫn chú Lương. Ok, ở Cầu Giấy, Hà Nội. Được lắp đặt cái chiếc camera hành trình Quad Vision N93 Plus ở trên chiếc xe Honda CR-V bản 2018. Ô cái xe chỗ này cái tay cầm nó hơi bị sắc chú ạ. Sắc ạ? Vâng. Có vẻ cái tay cầm nó hơi nó mài nó không không được mịn à. Và không này cầm nó sắc đúng rồi, cầm nó hơi gợn gợn tay. Đấy, căn chỉnh ADAS luôn đấy chú. Cam sau chú nó có lệch không? Cam sau hình như là cái vạch ấy, cái vạch gợn nó hơi lệch. Cái xe này là do xe chú có camera sau rồi nên là không gắn camera sau, là phía sau. Còn với những xe nào bác nào mà chưa có camera lùi thì hoàn toàn đây là một chiếc camera lùi. Thẳng hơn rồi chú ạ. Hình như nó xong sự nghiêng một chút. Làm sao cho nó mép màn hình nó song song với cái đường kẻ là ok.
ok đấy chú ạ. Này. Vừa đây á. Vâng, để cháu cho gọn mấy cái dây kia vào cho chú. Còn đỗ đây không chú? Đỗ đây đi. Cháu cứ làm đi. Ok. Thì bây giờ chú có thể cho cháu một chút để cảm nhận này. Như là thứ nhất là cháu vừa giới thiệu các tính năng. Thứ hai là những cái thông tin mà chú biết ban đầu thì so với cái, những cái thông tin cháu giới thiệu thì nó có khác gì nhiều không? Thứ hai là cái chú đã biết cái thông tin camera hành trình bắt bây giờ là bao nhiêu? Chú biết cái thông tin camera N93 Plus của Webvision đúng không? Vâng. Là qua mạng. Và thực ra trước đây chú có lắp một cái camera nhưng mà nó đơn điệu và nó hơi không thẩm mỹ lắm. Vâng. Và chú thấy cái camera này là nó nhất là về tính năng của nó là đa dạng. Vâng. Rất là nó được tích hợp rất nhiều cái tính năng mà người sử dụng sẽ được nhiều cái tiện lợi trong quá trình mà vận hành xe cũng như là cái thứ hai nữa là hình thức của nó là đẹp. Vâng. Và chính vì thế cho nên chú quyết định lắp cái này. Vâng. Thế thì khi mà các cháu đến lắp thì chú cảm thấy rằng là đúng là như cái hình mẫu của chú là nó có nhiều cái tính năng mà bạn đang cần. Vâng. Và sẽ phục vụ cho cái thời gian sử dụng sắp tới. Camera mà nó còn thực hiện nhiệm vụ giám sát cả cái ô tô trong quá trình mình sử dụng cũng như là vận hành và bảo dưỡng bảo quản đúng không? Vâng. Ở đây nó còn có cả cái tính năng là quản lý cái xe ô tô khi mà nó đi xa hoặc là nó đỗ ở đâu mà bản thân mình không ở gần đấy để có thể quan sát được. Đúng rồi, mình biết hết các thông tin. Đấy. Thiết bị camera hành trình tích hợp nhiều tính năng như thế này ở trên xe là cực kỳ hiệu theo chú nghĩ là hữu ích. Vâng. Và đấy chính là một cái thiết bị mà theo chú nên lắp đặt. Vâng. Vâng, ok rồi. Cháu thay mặt Webvision để cảm ơn chú. Chú cũng cảm ơn các cháu đã lắp cho chú một cái thiết bị mà chú rất là vừa ý. Chúc chú sức khỏe, lái xe an toàn. Thì khi có bất kỳ cái những cái thắc mắc nào thì chú có thể gọi điện lên lên tổng đài bên cháu. Rồi, xin cảm ơn. Cái số của cháu đấy cháu nháy đấy. Nếu mà có vấn đề gì chú có thể thắc mắc hỏi cháu luôn được. Rồi. Nhưng mà bất kỳ cái câu hỏi nào thắc mắc nào về sản phẩm như là chính sách hay bảo hành các thứ thì đều bên cháu sẽ hỗ trợ. Cái này thì bảo hành 2 năm một đổi một trong vòng 12 tháng. Rồi. Và chú được dùng thử 7 ngày nhá. Nếu mà trong 7 ngày mà chú không thích thì chú bảo là chú trả lại thì luôn thì cũng được. Thì bên cháu sẵn sàng là đến tháo ra mang về và không tính bất kỳ khoản phí nào. Không cần phải là như thế nhưng mà chú mong được sự hợp tác. Vâng. Vì chú thì là nhiều tuổi rồi. Vâng. Cho nên cái việc sử dụng chắc chắn là có những cái tính năng mà chú lâu ngày không sử dụng nó sẽ quên. Vâng. Vì vậy chú sẽ phải gọi điện cho cháu để chú hỏi. Vâng. Lúc mà chú cần đến. Vâng. Ok, đồng ý. Bất kỳ lúc nào được đúng không? Vâng. Đúng. Ok rồi, chú cảm ơn chú. Ok, đây khi gửi chú một quà tặng, rồi. Có cái thẻ nhớ thiết bị chống ngủ gật chú nhé. Đâu? Đây đây, à? Đây lên Tuân Tuân chú chờ chút để bạn ấy lên ạ. Dạ. Ok. Cái thiết bị chống ngủ gật này. Cái này là đầu độc thẻ. Đầu độc thẻ cái gì? Đầu độc thẻ. Đầu độc thẻ nhớ. Đầu độc thẻ nhớ. Khi mà chú cắm thẻ nhớ vào cái đầu độc thẻ đó thì chú cắm lên máy tính, chú truyền tải dữ liệu lên máy tính. À đây là cũng là một cái USB gì? Vâng, dạ. Vâng, đấy. Chú cắm thẻ nhớ vào thì nó là như là một cái USB rồi. Tức là chú phải cắm cái thẻ nhớ của cái này vào đây. Vâng. Cắm vào máy tính.
cắm vào khe cắm này nữa đây chú này rồi. Nhưng mà cái này có tiện một cái là chú có thể tải luôn cái video về cho iPhone tải chú. Về iPhone của chú. À, rồi iPhone. Ai tải về iPhone thì như thế là làm theo kiểu nào? Nó thông qua một cái ứng dụng của nó chú ạ. Cái thông qua cái ứng dụng định vị xe từ xa. Chú có thể tìm trên App Store cái ứng dụng đấy là Carsit. Nếu mà tối chú ở nhà có wifi thì cháu hướng dẫn chú tải có. Vâng. Chú có wifi. Vâng, ok thế là ok. Đây cái thiết bị chống ngủ gật này, chú bấm lên chú đeo vào tai. À. Chú gục đầu xuống nó kêu còn chú bấm vào đây à? Vâng ạ. Chú đeo vào tai phải. Đây. Đeo tai phải chú ạ. Đeo tai vâng. Phải. Đây. Đấy. Đeo này này. Vâng, chú bấm lên bấm cái này gì? Vâng, chú gục đầu xuống nó kêu. À. Đầu không kêu nữa. Rồi, chú được tặng một cái. Thực ra cái lúc buồn ngủ là tốt nhất nghỉ ngơi chú ạ. Ừ, tất nhiên rồi. Vâng. Nhưng đi chú không bao giờ đi cố. Vâng. Không bao giờ đi cố. Thế cái này là lắp pin à? Vâng, ở trong nó chạy pin. Nó đây đúng không? Vâng, nó pin giống như pin đồng hồ. Và cái bút, một cái mũ và một cái voucher giảm giá mua hàng lần sau chú nhé. Chú cho bạn bè hoặc người thân dùng cũng được giảm giá lần sau mua hàng bên trong được giảm giá 100.000 đúng không? Rồi, một cái bút. Rất cảm ơn. Và điện thoại của cháu. Vâng, điện thoại cháu. Và cho con chú sẽ có chú một cái gì nhỉ? Cái tàu chiên này này. Vâng. Chiều cháu quay cho chú. Nhá. Vâng. Yêu chú, cháu đưa quay cho chú đây. Đấy tí chiều thì bạn Tuân này bạn ấy sẽ đưa qua cho chú. Vâng. Lắp luôn cho chú. Ok. Như thế là hoàn chỉnh rồi đúng không? Vâng, hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh rồi. Ok, như các bác vừa thấy thì bên em vừa tiến hành lắp đặt hoàn thiện xong chiếc camera hành trình Quest Vision N93 Plus trên chiếc xe Honda CR-V của chú Lương cầu Giấy. Hoàn thiện thì mọi thứ ok thì em xin dừng video clip tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo. Xin cảm ơn chú và cảm ơn tất cả khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Quest Vision trong suốt thời gian qua. Chúc chú cũng như các bác tài lái xe an toàn. Rồi, xin cảm ơn. Okay. Thế bây giờ là thế này, mấy giờ cháu đến đây được? Cháu bây giờ cháu về chưa biết có đơn nào không, nếu mà cháu không có đơn nào cháu mang qua luôn cho chú. Để chú qua cho Viettel để chú mua luôn một cái thẻ. Vâng. Đúng không? Vâng. Cái thẻ đấy là trả tiền hàng tháng đúng không? Chú tốt nhất là chú cứ đăng ký cái sim mà theo một năm luôn đi. Để chú đỡ phải tháo ra giúp vào chú nạp tiền nhiều. Rồi. Cái gói nếu mà chú hay đi chú dùng cái gói 90.000 một tháng ấy, dùng 2GB một ngày. 2GB một ngày đấy, dùng thoải mái. Tức là cái gì nhỉ? Gọi là cái nhớ 4G à? À sim 4G. Sim 4G. Sim 4G như cái gói đấy là gói siêu tốc 90 sao nhỉ Tuân nhỉ? C90 đấy, Viettel. Sim 4G của Viettel đúng không? Vâng. Để chú ghi vào đây để sim 4G. Chuyển sang camera trước.